Vâng, anh xin chào anh Mai Đạt ở Đà Nẵng và xin chào tất cả bạn. Hôm nay bên em sẽ test cho anh một cái bộ mic không dây OHF màu tím hồng. Dành cho anh nhé. Ok, thì cái sản phẩm này hiện tại bên em đang cung cấp với giá là 305.000 một cái sản phẩm này nhé. Loại này là loại một tay mic. Đi kèm sản phẩm là nó có một cái bộ thu tín hiệu và một cái jack đơn 5 chân để anh về kết nối nguồn và kết nối tín hiệu nhé. Ok, đối với cái bộ mic này thì nó sử dụng cái vỏ ngoài bằng kim loại rất là chắc chắn. Đó. Sử dụng hai pin AA ở trên đây. Và lưu ý là cái bộ mic này thì nó không có thể chỉnh được cái tần số nhé. Tần số này là tần số cố định. Alo, alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alo. Ok. Đối với sản phẩm này, nếu như các bạn mà có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tên đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập vào trang đỏ Shopee, Lazada. Các bạn tìm kiếm Shopee mình, có tên là Linh Kiện 759 nhé. Và sau khi test thành công, em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm nền hàng. Đây là cái dấu ký hiệu trên cái sản phẩm của anh nhé. Ok, và cuối cùng và xin cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những sản phẩm tiếp theo.